Cái tuyến đường từ quốc lộ đi đến một cái bộ lạc có tên là bộ lạc Kaigo. Thì trên cái tuyến đường này rất là nắng nóng cô bác quý anh chị. Và hình ảnh đây là một cái ổ kiến rất là to. Và nghe nói rằng là kiến này với một số lượng rất là lớn, và chúng có thể là làm thành một cái địa đạo ở dưới cái vùng đất này. Và thậm chí là độ sâu của bọn kiến này nó đào nó đẩy lên hàng chục mét và hàng chục km về cái chiều rộng á, là một điều khá là bình thường. Cô bác quý anh chị có thể thấy là cái ổ kiến này khá là to ha. Và dọc cái tuyến đường đi vào cái bộ lạc này đó thì Bùi Hồ và các anh em bắt gặp rất là nhiều những cái ổ kiến như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ có mặt tại một cái ngôi làng gọi là ngôi làng Kaigo. Thì cái ngôi làng này nó có nhiều đặc điểm rất là hay á cô bác quý anh chị. Và phía sau lưng của Bùi Hồ ở đây đó là một cái con sông có tên là sông Omo. Và để tìm hiểu về cái ngôi làng này á, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Nãy giờ thì băng qua một cái đoạn đường cũng khá là dài. Và nghe một cái anh địa phương nói ở nơi đây á, quanh năm thì không có mưa. Ở đây là cái dòng sông chảy đó. Cuộc sống ở đây thì người dân rất là khó khăn và khô cằn. Và cuộc sống của người dân ở đây á, thì họ sống tách biệt hoàn toàn với thế giới ở bên ngoài. Và có những cái hình ảnh người phụ nữ phải để những cái bộ ngực trần. Và đối với những người phụ nữ ở đây á, thì người ta cho rằng là người phụ nữ có một cái vết thẹo trên ngực thì người đàn ông cho là một điều gì đó nó rất là đẹp. Người đàn ông thì cái vết thẹo ở trên cơ thể càng nhiều thì chứng tỏ là người đàn ông nó càng dũng mãnh và được rất là nhiều người phụ nữ yêu thích. Và để tìm hiểu một cái phong tục độc đáo này mà cô bác quý anh chị ở đây ha. Một người phụ nữ Kaigo đeo rất là nhiều dây, và cái trang phục là làm từ da của con dê. Đa số tất cả người phụ nữ ở đây đều để một cái bộ ngực trần hết, nên Bùi Hồ rất là ngại quay hình cho cô bác quý anh chị xem ha. Quay ở trên những cái phần gương mặt thôi. Cuộc sống của họ là cuộc sống của những người bán du mục. Họ chăn nuôi và đi khắp nơi. Và những người phụ nữ họ nói rằng là sẽ trang trí cho cái gương mặt của Bùi Hồ 2-3 bạn vậy đó. Thì tí xíu nữa thì mình sẽ cho họ một cái ít tiền. Cái trang phục chủ yếu của họ là làm da dê, một ít là vải. Và vừa tới một cái ngôi làng của họ thì họ phải nói phải trang trí cho mình. Đây là một bạn nam và một bạn nữ được quấn một cái chiếc khăn. Đối với cái bộ lạc này thì người phụ nữ đeo có một cái lông vũ ở trên cái đầu, được trôi coi là một cái điều gì đó rất là đẹp luôn mọi người. Hoặc là cổ họ đeo rất là nhiều vòng như thế này. Đây là những cái vòng ở cổ. Đây là một cái chất gì đó, nó giống như là dưỡng ẩm cho da, rất là mát. Và không chỉ là dưỡng ẩm, và họ dùng để trang trí trong cái cuộc sống hàng ngày. Mỗi bạn thì nửa bên mặt, tí xíu thì mình sẽ gửi cho họ một ít, gửi cho các bạn này một ít tiền. Một bên màu đen và một bên màu trắng. Okay, finish. Bắt cá gì? Bắt cá.
họ trang trí rất là đẹp. Black and white, very nice color. Giống như một cái con báo vậy mọi người. Nhìn ngộ lắm. Mà bây giờ phải chắc có lẽ là mình sẽ đi vòng vòng. So pay money later. Me later, later. Okay. In a couple. Jammer. Check jammer. But what? Small hole, so oh. 4 kids, she take it off, you know, and now. Đối với người phụ nữ ở bộ tộc Musi trước đây mà mình có quay đó, thì họ trang trí làm đẹp bằng cách là để những cái đĩa, thì người phụ nữ ở Kaigo này họ lại để một cái chiếc đinh sọ qua một cái môi, nhìn rất là lạ. Và trên đầu của họ thì trang trí một cái chiếc lông vũ của một cái con chim gì đó mọi người. Ở trên cổ thì đeo rất là nhiều sợi dây trang trí. And in Karo, the men they paint the whole bodies, the whole bodies they paint, but the woman only they paint the face. And as you see here, the ear. So in Karo tribe, if the after they do bull jumping, they cut the ear because it shows that they are already get married. The married woman have in the city you have ring, yeah, you have ring. Ah, đây là married, yeah. Here they have. Here. Đây là những người phụ nữ đã có gia đình, woman. Yeah, woman. We are family. Yeah, woman married. Here. Giống như là một cái vật đính hôn gì đó mọi người. Man married here, cut. You see here. À, những người đàn ông có gia đình thì sẽ là cái lỗ tai thì sẽ đục ra như thế này. Yeah. Okay. Okay. Rất là lạ. Và trên người của họ được trang trí bởi cái đá và phấn như thế nào đó, phấn một cái chất phấn màu trắng họ sẽ cài ra. À, đây là những người đàn ông. Đây là những người đàn ông bộ tộc Kaigo. Nhìn họ rất là ngầu ha. Đối với họ thì có một cái vết thương trên cơ thể thể hiện một cái sức mạnh của một cái người đàn ông. For sitting and sleeping. Yeah. Same like yesterday. Okay. Đây là một cái ghế để họ ngồi. Họ có sit. Yeah, sit down. Sit down hoặc là họ để sleep me, có để là để ngủ hoặc coi như là một cái tài sản của họ. This one, this Saro tribe also. This another design. That's here. Những người đàn ông này chia sẻ là cô bác anh chị là họ đã có gia đình. Và đối với những người đàn ông Kaigo thì họ được quyền có 3 đến 4 bà vợ, nhưng mà họ phải chăm sóc đầy đủ những cái người vợ như vậy. Yeah. Here also, yeah. Yeah. Young boy? Young boy, no. Jump over the bull. The Karo tribe also they do bull jumping. So after they do bull jumping, you know, they to show that they are get married, they cut their ears. The younger kids, no, they don't cut. After they are being successful on bull jumping, they don't cut their ears. Và đối với những người trẻ, người thanh niên trẻ tráng là con trai trẻ thì chưa có gia đình thì họ sẽ không có cắt một cái lỗ tai. Chỉ những người unmarried woman to her, they have a lot of jewelers on their neck, and she's married, she have very less. When you get married, you'll have less jewelers, you know. This one she's married. She's unmarried. Yeah. They don't have no husband. She have husband, baby, she have. Nhìn họ rất là ngộ ha mọi người. Và
Thậm chí là người đàn ông này có một cái cây súng để bảo vệ cái bộ lạc của họ. Nhìn rất là ngầu nha cô bác, quý anh chị. À, trên cơ thể của họ thì rất là nhiều vẽ những cái hoa văn được cho coi là trang trí. À, và anh này anh cũng có một cái nó giống bói family single. Oh, he's not yet married, that's why. Yagabavichan Korata, he didn't get married. Chưa có gia đình nên họ nhìn rất là ngầu ha. Đôi dép của họ nè mọi người, họ chỉ quấn một cái quần ở đây thôi, ở trên này thì để một cái ngực trần, ngay cả những người phụ nữ cũng vậy. Nhưng mà cái hình ảnh này cũng khá là nhạy cảm thì Bùi Hồ không có quay cho cô bác quý anh chị xem. Mà tóc của họ thì được tết xoăn lại. Và đây là một cây súng để họ có thể là săn bắn hoặc là bảo vệ cái ngôi làng của mình. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vô đây ha. Ok, ok, để xuống. Ok. Aziz mi mata lang so bon. Ara in sala cha na de. Aziz. How? Huh? This how family? Yes. No, this is the office. Đây là những người đàn ông cũng cầm mang theo những cái khẩu súng đó mọi người. Inside here they have sorghum, maize, they have inside here storage. So, sorry. Storage, storage. Ở đây thì mình nhờ anh Dazu ảnh ảnh yêu cầu mấy người phụ nữ này mặc đồ và họ đang sàng và nấu một cái gì đó mọi người. Yeah, okay, go to. Đây là những cái ngôi nhà của những người bộ lạc Kaigo. Tộc trưởng ở đây vậy. Friends. Thật hổm luôn mọi người, rất là đen. Love you Vietnam. Love you Vietnam. Love you Vietnam. From Karo Tribe. From Karo Tribe. Love you Vietnam. Biết English. Tôi yêu Việt Nam. Xin chào Việt Nam. I love Vietnam. I love Vietnam. I love Vietnam. I love Ethiopia. Ethiopia. Bây giờ mình sẽ đi tiếp mọi người. Đâu? Bác à. Anh này rất là cao to, một cái thanh niên. Thanh niên thì chưa. Ok. Có được biết hả mày? Đẹp. Ok. Đây cũng là một người phụ nữ trong bộ tộc Kaigo. Ở trên đầu cũng trang trí một cái lông vũ bus. Yeah. Cây lông vũ rất là đẹp nha mọi người. Cũng mặc những cái bộ đồ da thú như thế này. Và cái chân thì để chân trần như thế này. Nhìn rất là nước da thì rất là ngâm đen luôn. Thật ra thì khi mà quay cho cô bác với anh chị thì Bùi Hồ cũng thấy nó sao sao á. Và dạ, Dazu. Dazu. Dạ. That one is finished, so she have this one. Nhìn rất là rất là lạ đối với bản thân Bùi Hồ. Không biết cô bác với chị khi mà cô bác với chị xem qua đi thấy như thế nào. Và một cái anh này là ok. Ở đây là một ông cụ người bộ lạc Kaiso bị tật rồi. Ok, cái chân ông bị tật rồi mọi người. Ok. How many people Kaigo? The Karo tribe total population is around 6,000. 6,000? 6,000, yeah. But they have three village. Labuk, Korcho and Dus. Three village they have. So their total population is like less than 10,000 and they are least tribe.
least in population from Omo Valley tribes. Here in this village in Korcho, there will be like around 1,000 until 2,000 people living in this area. Ở trong cái khu bộ làng này thì khoảng là 6,000. Khoảng 600 người gồm có tất cả là các căn nhà của họ như thế này. Và một cái bộ lạc phải nói là rất là lớn ngay tại cái dòng sông Omo như thế này, cô bác của anh chị. Bây giờ mình sẽ vô nhà. Ok. Bên chắc cả. So let's go inside. Go behind the car. Okay. Come, come, come. Coffee? Coffee, yeah. Coffee, yeah. Local coffee. Baka lelo cha cha tigbo ate. Cha 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 cha. Che, che, aha, garisma. As wait now. Have a seat. What's it? Ok, đây là một cái ghế. Họ đưa mình ngồi. Họ đang đun nước sôi và mời mình uống cà phê trong một cái ngôi nhà của họ. Green coffee. Yeah, yeah. We can have a can drink. Ok. Cái này là gì anh Hồ? Này nước giống như trà vậy. Đây, cái ghế ngồi của họ nè. Ok. Đó, phải ngồi như vậy đó. Và nước trà ha. Chỗ cà phê. Đây ra mà đi. Sợ quá. Bỏ cà phê. Bỏ cà phê nấu lên. Ok. Yeah, ok. Đắng, có vị đắng. Coffee shell. Coffee shell. Yesterday is in the market. The coffee shell. Oh. Và đây là vỏ cà phê họ nấu làm cái thức uống để họ tỉnh táo. Blessing. Hello. Blessing. Because he's a very old person. He's the owner of this house and he's the elder. Oh. So he's blessing you. Yes. By, you know, in Hamar culture, they take coffee, then after they spread it out. Wow. Manusimu. Your name is Pukara. Pong. 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 Bona. Bona. Yes. Bona Jaka. Năm bao trời còn. Bắt đầu họ chào mừng, họ phun lên mặt mình nè. Đây là cách mà người. Ok. Ibrahim. Have a safe flight to Addis. Have a safe travel. Nhìn rất là dễ thương nha mọi người. Họ đang làm những cái này chắc có lẽ là họ đem ba cho bán. Những người mà khi đến cái bộ lạc của họ làm từ những cái cây gỗ, họ làm rất là tỉ mỉ và công phu luôn. Đó, họ khắc những hình tam giác nè. Ở trên mình này trang trí những cái vật dụng gì đó ha. Inky. Mình khi họ nói là họ bán á. Yeah. Okay, well, Omo? Yeah, Omo River. Omo? Then with a pump, there is pump, you know, they use a water pump and they do with the irrigation system, the sugar cane. And there is also some different cereals like beans with the grow. It's the government factory. Cái con sông này họ sẽ nuôi những cái ruộng, những cái cây ở đằng kia mọi người. Yeah. Và họ cuộc sống họ là chăn cừu, gôn, chăn những cái con cừu và họ để ăn. Và đa số là người dân của Ethiopia họ thường ăn những cái thực vật nhiều hơn là thịt của động vật. Ok, go to. Cô bác quý anh chị có thể thấy là cuộc sống của những người mà bộ lạc ở đây á, họ rất là bình dị, chỉ có những cái cây gỗ nè, những cái cây cây thân cỏ đó, họ làm một cái mái nhà như thế này. Và ở đây thì cuộc sống quanh năm là nắng nóng như thế này và rất là ít mưa, nên là nữ là thời tiết cũng khá là khắc nghiệt như cô bác quý anh chị.
họ thì rất là ít khi mà mặc cái áo ở cái phần kể cả phụ nữ luôn, ít khi mặc áo ở những cái phần ngực ở trên, trừ khi những người khách vô đây viếng thăm cái bộ lạc của họ thì họ sẵn trang trí để mà lấy tiền hoặc là bán những cái sản phẩm mà họ có thể tự làm ra được, như là đục đẽo những cái khúc gỗ. Đây là hai người thiếu nữ Kaigo. Name baby. Oh baby. Yes. Oh love baby. Hey. Where did you do? Ờ đây baby, cũng mang bầu baby. Có một cái điều mà Bùi Hồ thắc mắc là khi mà người phụ nữ ở đây họ khi mà họ mang bầu thì họ cái việc mà sanh nở thì như thế nào, đó là cũng là một cái điều làm cho Bùi Hồ rất là nhiều thắc mắc, và họ xin tiền để cho các em bé. Buho. Bây giờ mình sẽ đưa anh Kaigo 10 đô. Bia đơn vị tiền tệ của Ethiopia để cho những cái người phụ nữ mang bầu trong cái bộ lạc này. Love you Vietnam. Love you Vietnam. Xin chào Vietnam. Your name? My name Bùi Hồ. Bùi Hồ. Vietnam. Look. Baby name Bùi Hồ. Yeah. anh nói là cô bé này đặt tên là Bùi Hồ. Bravo. You see, look. Gikra. Chắc có lẽ là rất là đau ở mọi người, nhưng mà đây là một trong những cái cách trang trí của người ở bộ lạc. Buho. My friend. Và bây giờ thì các phụ nữ ở cái bộ lạc này, những cái chị mà có mặc đồ thì sẽ nhảy một cái điệu gì đó cho mọi người xem nha. Yeah.
Đây là một cái lễ hội rất là vui của người Bồ Lạc Karu. Và bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ chia tay Bồ Lạc Karu, một trong những cái bộ lạc khác rất là đặc sắc ngay tại phía nam của Ethiopia. Và đây là những người đàn ông, họ đang chờ những du khách lại để bán những cái gian hàng lưu niệm mà họ tự chính tay họ làm đấy, cô bác quý anh chị. Bao nhiêu đó cũng cho cô bác quý anh chị thấy được những cái nét đặc sắc của bộ lạc ngay tại một cái quốc gia khá là nghèo đói ngay tại châu Phi, Ethiopia. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.